Hello, xin chào các đồng chí, anh chị, các bạn thân mến của là mình. Lâu rồi mình cũng không có like. Nói chung thì cái cuộc sống mưu sinh thì nó cũng bận rộn, và cái nan đề xã hội thì nó cũng chồng chất ngổn ngang quý ông bà anh chị các bạn, Việt Nam hay Mỹ hay là bất cứ nơi nào. Chàng ơi, thời buổi giờ ở đâu nó cũng chồng chất ngổn ngang. Chính quyền Mỹ thì nó cũng thối nát một cách kinh khủng. Bộ máy chính quyền hiện nay thì tôi nói nó bị dân, đời sống người dân Mỹ trăm bề vất vả, kinh tế thì khó khăn, chính trị thì bất ổn, dân Mỹ thì loạn, nổi loạn khắp mọi nơi, bắn giết, giờ đụng đâu là nó bắn đó, xã hội Mỹ là như vậy đấy. Còn Việt Nam thì hỡi ơi, cũng trăm nghìn thứ mà đụng vô pháp luật ở đâu thì nó cũng có những cái nan đề của nó. Mỹ thì nó chơi một rừng lực, đụng vô thì lên tòa, xuống tòa, ra tòa, tiền bạc nó hành mình cũng mệt. Ngày xưa tại vì mình là dân làm ăn, anh chị các bạn biết không, hồi đó mình cho tụi Mỹ nó thuê nhà cửa, thuê bên này gọi là apartment đó. Màng ơi, nó thưa kiện, mọi thứ là nó thưa, mọi thứ nó kiện, mà mình phải lên tò xuống tò, nó quể hoài. Tại vì cái thương trường của Mỹ, còn nếu mà mình làm ăn lớn mà mình phải thuê luật sư rồi thế này thế nọ, nó cũng tốn kém giả màng. Cái môi trường sống xã hội con người ta phải nói là đúng là thế giới phẳng. Ngày hôm nay mình về Việt Nam mình sống cũng mười mấy năm rồi, mình cũng thấy bây giờ mình cũng thấm nha. mình chỉ thương tiếc những người mà lãnh đạo, người ta có tâm có tầm với đất nước, và những người mà họ đã chiến đấu hy sinh ngã xuống cho cái quê hương đất nước Việt Nam. Mình rất là thương những cái con người luôn luôn vì tổ quốc phục vụ. Ở bên Mỹ á, đụng với luật pháp Mỹ thì tôi cãi lộn với tòa, tôi cãi. Còn ở Việt Nam là cãi không lợi, cãi không được, bởi vì chơi nhiều cái. Nhiều khi ở Việt Nam tôi về tôi cũng đụng độ những cái vấn đề pháp luật đúng vậy. Mình cãi xong rồi nó còn nói mình cãi nữa, cãi nó phạt mình thêm tội nữa. Thôi mẹ, đóng phạt cho nó xong. Bởi vì hay ngao ngán cái xã hội bây giờ con người ta. Nói chứ Việt Nam là một đất nước đang hội nhập đổi mới, phát triển trên cái thương trường quốc tế, nhưng mà chính sách ngoại giao của đảng và nhà nước Việt Nam tôi thấy rất là tuyệt vời. Tôi luôn nhìn về những người lãnh đạo ở Trung ương, cái chính sách ngoại giao phải nói là rất là hay, rất là khéo léo. Nhưng mà cái mặt trái của cái vấn đề ngoại giao tôi nói anh chị các bạn, mà tôi suy tư rất là nhiều, nó không có đơn giản như anh chị các bạn nghĩ đâu. Nhiều khi mình thấy mình mừng ở Việt Nam ngoại giao với quốc gia này, quốc gia nọ, đem về những cái nguồn lực kinh tế cho đất nước. Nhưng anh chị các bạn biết, cái thằng tư bản không phải là đơn giản đấy, nó thả cho ăn, nhưng mà nó sẽ ép Việt Nam, chứ không phải là giỡn đâu, chứ không phải là giỡn chơi đâu. Đó là lý do tại sao vấn đề mà mô hình dân sự của Việt Nam nó nhiều nan đề chồng chất. Bây giờ tôi hiểu ra tại sao Việt Nam bị cái tụi mà nhân quyền rồi nó hay tố Việt Nam. Tại vì sao? Chính sách ngoại giao Việt Nam rất là tuyệt vời. Việt Nam ký rất nhiều những cái hiệp ước về quyền này quyền nọ trên cái thương trường quốc tế, để đặng mà đổi lấy cái nền kinh tế. Các bạn thấy gần đây vấn đề mà tôn giáo thì trong mấy năm gần đây tôi thấy nước nó tạm thời là ổn định. Còn vấn đề dân sự hiện nay thì những cái bức xúc trong người dân ở tại Việt Nam, những cái mô hình dân sự nó chưa được giải quyết một cách triệt để.
và nó bị lạm dụng về pháp luật, và những cái cán bộ địa phương quan liêu quá nhiều, nó gây ảnh hưởng tới cái đời sống dân sự. Và chính những điều này mà những cái tụi mà thế lực thù địch nói bao gồm là vậy, nó lợi dụng những cái điều đó, nó tốn Việt Nam. Cho nên bởi vì các bạn đừng có nghĩ là khi mình hội nhập và mình ký kết những cái hiệp ước này hiệp ước nọ về những cái kinh tế và nội lực của mình, nó đi theo những cái sự ràng buộc chứ không phải giỡn đó. Tại vì Việt Nam mình là một quốc gia, một đảng, và thể chế của mình là thể chế cộng sản. Thế lực thù địch rất là khủng khiếp. Thằng Mỹ các bạn nghĩ rằng nó ưa cộng sản sao? No. Những cái quốc gia tụi tư bản bên ngoài nó gọi là gì? Bên ngoài thì nhom nhóm nói cười, bề trong nham hiểm giết người không hay. Những bài học của vấn đề mà tụi tư bản nó vẫn còn đó anh chị các bạn nhìn ông tổng thống nguyên đại tá Gaddafi là bài học của Libya. Các bạn thấy ông dùng tiền bạc để đặng mà ông đền cho Mỹ về cái chiếc máy bay Panama bị lính của ông bắn rơi đó. Ông đền đâu cũng mấy chục tỷ, nhớ mấy cả trăm tỷ vậy đó. Tại vì để đặng mà đổi lấy cái kinh tế và bỏ cấm vận. Các bạn thấy khi nó đưa ông vô vòng dây rồi, một cú bắt tay với Obama rồi, có quay qua nó giết ông không? Ghê. Saddam Hussein ngày xưa cũng vậy các bạn thấy. Ngày xưa cũng là đồng minh, cũng bắt tay với Mỹ làm ăn để đặng mà đánh Iran. Cuối cùng nó không ưa, nó dùng những cái chiến thuật của nó và nó giết. Afghanistan cũng vậy các bạn thấy. Ngày xưa nó cũng dùng Afghanistan để đặng mà đánh phá Liên Xô, rồi nó dựng lên Bin Laden, ông Bin. Các bạn thấy nó huấn luyện ông một biệt kích rất là giỏi. Cuối cùng Liên Xô chịu 10 năm trời không nổi cũng phải bỏ Afghanistan, và cuối cùng nó nhảy vào và nó là chọc máy xong rồi. Các bạn thấy quyền lợi của nó ở Trung Đông là dầu quả, những năm tháng đó đối với Mỹ, Trung Đông dầu quả nó rất là tiềm lực của Mỹ. Sau này thì nó thấy không còn ăn được nữa, nó củng cố được cái vấn đề dầu quả của nó, là nó bỏ, nó rút, nó quay ngược về Biển Đông. Các bạn thấy tại vì Biển Đông Trung Quốc lớn mạnh, Trung Quốc là một cái quốc gia cộng sản, nhưng mà Trung Quốc người ta giỏi, người ta hay, người ta rất là khôn khéo về vấn đề mô hình dân sự cũng vậy. Tôi thấy họ những cái mà thằng Mỹ và bọn phương Tây nó chọt mỏ vô, nó chọt không nổi. Tại vì cái lãnh đạo của người Trung Quốc người ta dè chừng, và người ta có cái nguồn lực về nhân sự rất là mạnh. Cái tâm nguyện của tôi là vạch trần và chấm bọn Ngụy, những thành phần bao que xỏ lá, nó đúng là gì, chấm cộng đoàn ô hợp. Cái tâm nguyện của tôi tại thấy tụi nó xuyên tạc quá ư là khủng khiếp. Mà các bạn thấy tụi nó toàn là dùng những cái tin tức ở trong nước không mới chết, có dùng những cái tin tức truyền thông ở trong nước đưa ra để đặng mà nó chống lại cái lợi ích quốc gia dân tộc. Tôi đọc tôi thấy nhiều khi ghê thật. Mà những cái tờ báo và cơ quan địa phương chính quyền sở tại Việt Nam gần như là họ nghĩ giống như là ô không có gì hết. Cái mà tôi quan mang nữa là gì, khi một số cán bộ thanh niên mà lên mạng mà góp phần trong cái tiếng nói chống luận điệu xuyên tạc, khi mà chia sẻ thì một số các em các bạn, một số những người mà thuộc bên mà lực lượng mà chống xuyên tạc được đó, nói những cái câu mà tôi cũng cảm thấy hơi gọi là buồn là gì, ôi làm gì được Việt Nam, tụi nó chống chứ làm gì được Việt Nam. Chàng ơi, tại vì nhiều khi các bạn làm việc cho cơ quan nhà nước, các bạn lãnh lương, các bạn không có nhìn xa như tôi ở
tận bên đất Mỹ, trời Tây, trời Mỹ này, tôi nói chị các bạn không có đơn giản đâu. Nó cũng gây những cái khó khăn cho Việt Nam chứ không phải là chợ. Đó là lý do tại sao mà những cái hiệp hội nhân quyền đồ nó cứ tố tụng Việt Nam suốt. Nó đâu có để cho Việt Nam yên đâu các bạn. Các bạn thấy tụi nó chăm chọt rồi, nhiều khi nó đã xúi những cái người dân mà nhẹ dạ cả tin xuống đánh lộn với công an, rồi những cán bộ địa phương, rồi tranh cãi, rồi chửi bới, rồi cầm cờ, rồi xé, rồi đốt, rồi giật lên, rồi lấy hình Bác Hồ ra, rồi nó bôi nhọ, rồi các bạn thấy nó khủng khiếp lắm. Nhiều khi các bạn cái tầm nhìn không có vĩ mô, tôi nói nhiều khi mình nói ra cái nhiều người lại dọa, lại hù lại minh thế này thế nọ. Tôi là người chưa bao giờ biết sợ chết là gì đó, tại vì cái đám ngụy nô chống cộng tụi nó giết tôi, nó giết không nổi. Tôi nói thật ấy, ngày xưa nó đồ quăng tôi xuống biển luôn. Tới nỗi mà tôi lên cao quỹ Liên Hợp Quốc, tôi xin trả tôi cho tôi về Việt Nam đi. Thằng Mỹ sao nó đưa tôi qua tới bên này chứ. Lúc đó tôi nhớ thằng Mỹ nó nói thôi qua bên này đi, rồi các người thông dịch đó mình có biết tiếng Anh tiếng U mẹ gì đó, nói chứ cũng gian chung lắm. Nhưng mà mình thấy gần đây cái mô hình xã hội Việt Nam truyền thông được ghê quá, họ chỉ nhìn cái lợi ích nhóm của họ và cái tinh thần dân tộc quốc gia gần như là tôi thấy nó không có. Rồi cơ quan pháp luật thì mạnh nay nó ngồi xổm lên, buồn thiệt chứ. Nhiều khi mình chỉ đưa ra những cái mình phản đối để đặng cho họ nhìn thấy rõ về những cái điều đó nó chưa có nhân văn và nó chưa không đúng thì lại bị dọa cấm mình về Việt Nam luôn. Mình thấy nó làm sao đi đó. Là mình làm con người phải sống có cái sự tiến bộ, bảo vệ cơ chế là phải biết nói lên những cái sai với nhau để đặng mà xây dựng cái cơ chế cho nó tốt hơn. Bởi vì cái chính sách ngoại giao của Việt Nam thì càng nhìn vào thì tôi nói rất là tuyệt vời. Các bạn biết chính sách của ngoại giao mình, của Việt Nam mình hiện nay đổ bỏ tiền của ra đâu phải là ít đâu các bạn. Tôi nói là bạc tỷ đô la chứ không phải là ít đâu. Các bạn có hiểu đâu những cái chi phí được trong cái chính sách ngoại giao. Tôi nói là tiền tỷ đô la chứ không phải ít. Nhưng mà về vấn đề mà địa phương thì nó lại ngược lại. Những cái cán bộ quan chức địa phương họ chỉ nhìn quốc nội khi họ hành xử về vấn đề dân sự đó, họ không cân nhắc cho nó tốt hơn, mà Việt Nam không có bị ảnh hưởng về chính sách đối ngoại. Các bạn thấy, tôi so sánh để các bạn thấy về chính sách đối ngoại, khi những thành phần mà xuyên tạc chống phá đất nước và nó về Việt Nam, nó có bị bắt bớ đi chăng nữa, cái chính sách ngoại giao của mình là chỉ giam họ trong vòng một tháng là thả họ, cho họ về nước lại. Nhưng mà những mô hình dân sự trong nước thì lại khác, nó lại bắt người trong một cái sự gọi là giam người ta 3 tháng xong rồi bây giờ lại 5 tháng. Rồi những cái sự thô bạo, rồi những cái quan chức làm việc, tôi thấy nó không có nhân văn. Ngay cả những cái người quan chức trong nước họ phát biểu rất là phản cảm và bị các thế lực phản động chống phá đất nước nó chụp và nó lấy, nó xuyên tạc, nó gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Cái phim gọi là Bão Ngầm, vào xem đi. Cái phim Bão Ngầm các bạn thấy, mà tôi vào tôi coi xem coi ai là những người ủng hộ cái bộ phim nó từ buổi ban đầu. Chàng đã coi nhìn ra toàn là tướng lãnh cấp cao không à.
khi mà bắt đầu cái bộ phim đó nó được đưa ra gọi là chiếu rồi gọi là khánh thành á, tôi nói chèn đất ơi, thôi tiêu rồi. Mà mình viết phim hình sự mà cái kiểu mà drama mà thuộc về bên ngành công an như vậy là tôi nói thôi tiêu hỏng, bôi nhọ về một cái ngành công an nhân dân như vậy. Và trong khi đó tổ chức của đảng tôi theo dõi thì làm sao xây dựng ngành công an, làm sao để cho trở thành những người chiến sĩ trung thành với đảng. Đấy, các bạn thấy ở trung ương, tôi thấy là vừa rồi tôi xem chủ tịch nước phát biểu là xây dựng ngành công an trong những năm tới sẽ hiệu quả hơn, sẽ vì dân vì nước, vì cái lợi ích quốc gia dân tộc nhân dân, trung thành với đảng, trung thành với tổ quốc. Trong khi đó lại có một ban ngành thuộc bên ngành công an nhân dân sản xuất ra một bộ phim hình sự dài nhiều tập bôi nhọ ngành công an. Trời ơi, tôi nói thằng Mỹ này tôi chưa thấy nó làm điều đó, những cái bộ phim mà hình sự nó toàn là tụi Hollywood sản xuất không à. Tôi nói như các bạn, toàn là tụi Hollywood sản xuất. Nhưng mà ở Việt Nam lại nó trực thuộc về ngành công an mới chết. Bởi vậy anh chị các bạn ơi, ơi dạ cũng khó lắm. Thôi mình offline đây, có gì mình like tập 2 rồi mình coi mình like khúc nào mình đang like hay, mình đang nói hay, mình chấm mắt nói nữa chứ.